Bạn có từng mong muốn mình sẽ có cơ hội đổi đời? Anh về đây biển rồi anh. Anh Mực bị bỏng do một tai nạn từ thời niên thiếu. Di chứng vẫn còn khiến cơ thể thường xuyên đau đớn, nhức nhối. Mỗi ngày đánh được bao nhiêu cá cũng phải đem đi trả nợ tiền mua thuyền. Hôm qua cô tí nó nhắc tiền học phí ha. Nó cũng cần có đôi dép mới. Để anh tính cho. Công việc đánh cá đi sớm về khuya nên vợ chồng anh Mực chẳng thể ở bên cạnh chăm sóc chu đáo cho những đứa con của mình. Anh ước mình có thể trả được hết nợ. Anh ước anh có thể cho những đứa con của mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn đây là cô Hương, tuổi đã cao, lại bị bệnh khớp kinh niên, đi lại khó khăn. Nhưng ngày nào, cô cũng phải lội khắp mọi cánh đồng để bắt những con ốc mang về luộc lấy thịt đem bán. Số tiền ít ỏi hàng ngày kiếm được, vừa phải lo cho cháu ngoại, vừa phải lo chạy tiền lời, tiền nợ gốc. Vì trước đây, cô phải mượn để chữa bệnh cho con gái. Chị ơi! Dạ? Hôm nay chị bắt có được nhiều không? Hôm nay có ít rồi. Thôi ráng đi rồi bây giờ tôi đi lên xã. Dạ. Rồi xíu xong công việc rồi tôi ghé nhà nha. Dạ, cảm ơn anh. Bà ngoại hôm nay chân bà ngoại sốt nhiều quá, đi lấy phun màu cho bà ngoại. Không biết bao giờ cô mới có thể trả hết nợ. Không biết bao giờ cuộc sống của cô mới có thể dễ dàng hơn. Trời mưa sấm chớp nhiều quá. Chào anh chị. Tôi đến để chúc mừng anh chị đã được tham gia cái chương trình Cơ hội đổi đời. Cảm ơn anh Hưng, mừng quá, mừng quá đời rồi. Chú trao cho con. Cảm ơn chú. Giỏi. Tôi đã đến và trao cho các gia đình khó khăn những cơ hội đổi đời đầu tiên. Cơ hội đổi đời sẽ giúp cuộc sống của họ bước hẳn sang một trang mới, thắp lên những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đen sạm, khắc khổ vì mưu sinh vất vả. Hành trình dọc theo đất nước tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn để trao cho họ cơ hội đổi đời vẫn đang tiếp diễn. Cuộc đời họ khó khăn đến nhường nào, và khi cơ hội đổi đời đến, cuộc đời họ sẽ thay đổi ra sao? Hãy đón xem vào lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 trong chương trình Cơ hội đổi đời bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 năm 2021.